Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Eway 301. Trước mắt quý vị và các bạn là bộ giày AV đến từ Anh Quốc, dành cho những quý vị yêu thích sự trong trẻo, sạch sẽ và đặc biệt thích cái giải chép giày này. Ưu điểm là thiên về giải chép một chút nhá, gọi là thiên sáng. Đấy, dành những dàn âm thanh mà tiếng tối hoặc là chép không lên được thì giày này thiên sáng. Dây AV của hãng Quét. Tí chúng ta cùng bóc tách từng lớp cho quý vị và các bạn cùng xem cái kết cấu bên trong rất là gấu. Ngoài ra vẫn còn một số loại dây AV cho quý vị và các bạn nào có nhu cầu. Thì như quý vị thích sự chi tiết đều ba giải thì quý vị sử dụng dây AV của Macintosh giá ở đây, dây AV Macintosh giá 850.000 đồng. Sử dụng đầu jack khóa gen, tất cả đây đều sử dụng jack khóa gen hết nhá. 850.000 đồng. Đây tôi có làm là dây ba năng hay dây carbon của Macintosh luôn. Đầu jack rất đặc đẹp. Nếu quý vị thích giải trầm một chút, tức là dây nó sẽ cho giải bass căng sâu xuống sâu nhất có thể, quý vị sử dụng dòng dây AV của WBT. Ở đây đặc biệt là sử dụng cái phiên bản đầu jack rất là cao cấp, đầu jack khóa gen mạ Brandtiu, tức là bạch kim. Quý vị rất hiếm mình bắt gặp những cái đầu jack loại như này. Giá 650.000 đồng dây này. Bát thiên bát một chút nhá. Nó sẽ ấm áp và trong trẻo. Hoặc là sự lựa chọn khác cho quý vị và các bạn. Đó là dây của Furutech, nó cũng bát rất là sâu, rất là căng. Dây AV của Furutech. Giá 1.1 triệu. Đó. Và dây AV cho sự chi tiết ba giải dây AV phòng thu của Hitachi tôi có giới thiệu đến quý vị và các bạn rồi, 750.000 đồng dây AV phòng thu. Quý vị có thể xem lại những video clip tôi quay lần trước chi tiết từng sản phẩm. Quay trở lại với sản phẩm dây AV Quét này thì quý vị có thể thấy được cái vẻ bề ngoài rất là đẹp. Đây quý vị xem chi tiết này, đầu jack khóa gen, dây chống nhiễu một chiều quý vị nhé, chống nhiễu một chiều. Nên quý vị khi kết nối hãy kết nối đúng theo chiều mũi tên ở trên dây. Đó, trên này sẽ có ký hiệu và hơi khó bắt nét một chút, quý vị thông cảm nhé. Rồi mình sẽ tách thử một sợi dây AV quét ra cho quý vị cùng xem. Đây là một cái phôi dây, tôi sẽ tách cho quý vị cùng xem nhé. Trước tôi có giới thiệu một sản phẩm cũng của hãng Quét mà được rất nhiều người tin dùng, đó là dây nguồn của Quét, dây nguồn Quét. Rất nhiều người cho cái đánh giá rất là cao, đặc biệt là cái giá thành nó hợp lý. Rồi. Đấy, tắt quý vị xem. Dây rất là mềm nhá. Cực kỳ là mềm. Và tôi tước một đoạn rất là dài như này. Nếu như dây không xịn, tôi đố quý vị và các bạn khoanh một vòng và tuốt được ra như này nhá. Nếu như dây không xịn. Đó. Làm một lớp lưới bạc này, lớp lưới mạ bạc trắng muốt như này, quý vị có thấy. Và rất là dày, quý vị thấy lớp lưới dày đặc luôn. Tiếp theo nữa là một lớp giấy bạc. Và thử hỏi cái kết cấu như này thì dây không hay mới là lạ. Tiếp tục nữa là một cái lớp nữa. Cái lớp này chúng ta cần phải bóc ra. Là một lớp nhựa nữa, chúng ta phải tách nó ra. Đó, quý vị thấy chưa? Tiếp tục là lớp nhựa nha, xong đến lớp lưới chống nhiễu nữa. Lại lớp giấy bạc nữa. Đấy, cái gì tinh tế nhất nó ở bên trong thì chúng ta cùng tách ra xem. Đếm với quý vị nha, lớp ngoài cùng này, lớp lưới là 2 này, lớp giấy bạc là 3 này, lớp nhựa là 4 này, lớp lưới tiếp là 5 này, lớp giấy bạc nữa là 6. 6 lớp, xong rồi đến 4 cái lõi bên trong.
4 nõi dây bên trong, 2 đỏ, 2 trắng. Đấy, các quý vị xem. Đồng mạ bạc. Lý do tôi bảo là dây này thiên sáng là như vậy, là vật liệu sử dụng, và ở đây là đồng mạ bạc. Và ở đây 4 nõi. Rất nhiều người hỏi tôi là vì sao lại sử dụng 4 nõi mà không sử dụng 2 lõi. Thì hiện nay cả dây loa cũng vậy, đặc biệt những cái dòng dây tín hiệu cao cấp 2N thì họ thường sử dụng 4 lõi thay vì 2 lõi. Đấy. Bởi theo như thực tế thì 4 lõi khi xoắn lại thì nó sẽ chống nhiễu tốt hơn là 2 lõi. Đây là một cái cấu hình, cái phôi dây quét, quý vị vừa được theo dõi cái sự kết cấu thôi, đây là cái kết cấu ấy nhá, nó rất là gấu như này rồi. Thì âm nó sẽ rất là chi tiết, sạch sẽ và đặc biệt giải chép rất là hay, rất là mịn. Ở đây một cái dây nguồn quét của quý vị và các bạn này, đây cũng là dây nguồn quét trước tôi có giới thiệu đến quý vị và các bạn rồi, giá trên 1 triệu, dài 1,5 mét, trên 1 triệu một chút thôi. Đó. Để có được một bộ dây quét nó chất lượng như này, ngoài cái dây xịn ra thì cái đầu rác nó cũng phải xịn, nó mới chọn bộ được. Và đặc biệt là cái kỹ thuật khi chúng tôi DIY, đó chính là chúng tôi sử dụng cái thiếc rất là cao cấp, từng cái mối hàn được đảm bảo, nên quý vị khi đến tay quý vị và các bạn sử dụng nó rất là đảm bảo. Chúng tôi bao test 1 tuần cho quý vị và các bạn sử dụng nha, không hay hoặc không hợp có thể gửi lại hoặc là đổi sang sản phẩm khác nó phù hợp hơn. Và giá của những bộ dây AV quét này có giá là 700.000 đồng thôi nhá, 700.000 đồng một bộ, dài 1 mét. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu về phụ kiện âm thanh, đặc biệt là dây tín hiệu âm thanh cao cấp, vui lòng liên hệ số điện thoại 0908 722 688. Nếu cần thêm hình ảnh hoặc thông tin chi tiết thì có thể kết bạn Zalo, tôi sẽ gửi cho quý vị và các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại.